gì làm bạn suy tư thế kia? Bạn vương vấn với những nỗi buồn mà lại quên đi những niềm vui. Chỉ cần nói ra những khúc mắc ấy trong lòng thôi. Bạn mình ơi, xung quanh còn bao nhiêu thứ tuyệt vời. Ngược nhìn lên mặt trời bừng tia nắng tươi, sẽ đưa lối dẫn bước cuộc đời vượt qua những màn đêm u tối, và sẽ thấy bao nhiêu niềm vui vẫn đang chờ đợi. Bạn hãy bước bước qua những niềm đau.